Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách chúng ta sẽ xóa được bộ nhớ đệm Facebook trên điện thoại iPhone một cách cực kỳ đơn giản. Việc xóa bộ nhớ đệm Facebook là một thao tác đơn giản nhưng có thể tiết kiệm không gian lưu trữ hiệu quả cũng như là giúp ứng dụng trên điện thoại trở nên chạy nhanh hơn. Và sau đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chúng ta sẽ xóa được cái dữ liệu bộ nhớ đệm ở trên ứng dụng Facebook nếu như các bạn đang sử dụng những cái dòng điện thoại iPhone. Thì đối với điện thoại iPhone thì các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào ứng dụng Facebook thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái mục là xóa dữ liệu di động cũng như là xóa bộ nhớ đệm ở đâu cả. Bởi vì nguyên nhân là iPhone thì nó sẽ sử dụng cái nền tảng nó khác những cái điện thoại Android. Nếu như các bạn sử dụng điện thoại Android thì các bạn chỉ cần vào cái phần cài đặt, sau đó các bạn vào phần ứng dụng, các bạn tìm ứng dụng Facebook thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mục đó là cho phép chúng ta có thể là xóa bộ nhớ đệm cũng như là xóa dữ liệu. Tuy nhiên thì trên iPhone thì các bạn vào đây thì sẽ không nhìn thấy đâu cả. Và mình sẽ chỉ các bạn hai cách để các bạn có thể xóa được dữ liệu bộ nhớ đệm trên ứng dụng Facebook nếu các bạn sử dụng điện thoại iPhone. Đầu tiên thì nếu như các bạn sử dụng trình duyệt Safari, các bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook ở trên trình duyệt Safari thì cái dữ liệu bộ nhớ đệm của chúng ta nó sẽ được lưu trên trình duyệt Safari trên điện thoại iPhone. Và việc xóa cái dữ liệu bộ nhớ đệm này trên trình duyệt Safari thì các bạn thực hiện như sau. Chúng ta sẽ mở phần cài đặt trên điện thoại iPhone lên, tìm đến cho mình cái mục đó là Safari. Ở đây các bạn kéo lên, các bạn chọn cho mình một cái mục đó là xóa lịch sử và dữ liệu trang web. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái phần đó là xóa lịch sử. Như vậy là các bạn đã tiến hành thành công được cái việc đó là xóa bộ nhớ đệm Facebook nếu các bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook ở trên trình duyệt Safari. Tiếp theo thì nếu như các bạn muốn xóa tiếp dữ liệu bộ nhớ đệm ở trên ứng dụng Facebook, trên ứng dụng thì các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook lên. Và ở trong ứng dụng Facebook này thì các bạn sẽ chọn phần menu. Các bạn chọn là phần cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình một mục là cài đặt. Ở đây các bạn kéo lên, các bạn chọn cho mình một mục đó là trình duyệt. Và trong cái mục trình duyệt này, các bạn để ý cho mình nó sẽ có một cái mục đó là dữ liệu lướt xem, ngắt cookie và bộ nhớ đệm của điện thoại khỏi trang web mà bạn truy cập trong khi sử dụng trình duyệt di động trên Facebook. Các bạn chọn cho mình ở phần ngắt. Và các bạn để ý này, cái dòng chữ này, xóa lần cuối cùng vào 13 giờ 02 phút ngày 8 tháng 11 năm 2023. Đó.